Ok, với cặp AG này, mọi nhìn thấy không ạ? Em xóa bớt mấy cái đường này đi nhé. Với cặp AG, với cặp AG thì đường đỏ này đang ở dưới, đường đỏ này đang ở dưới đường xanh, đúng không ạ? Đường đỏ đang ở dưới đường xanh. Tiếp theo đường trắng này chuẩn bị chạm, nó cũng giống như con AU vừa nãy ấy. Thường mấy cái con mà có cặp đầu tiên giống nhau thì nó sẽ ID giống nhau. Nên mọi người có thể canh cùng lúc một loạt các cặp luôn. Đối với loại này thì chúng ta cũng vẫn phải chờ. Nếu như ở đây chúng ta có một cái đường ở đây này và chúng ta sang H1 thì chúng ta cũng vẫn phải chờ khi nào mà cái E mắc này hai cái về âm rồi chúng ta mới sell được. Đúng rồi, mọi người đã nhận biết được rồi đấy. Vậy thì cặp AG này coi như xong nhá, chờ cùng cặp AU được không ạ? Mọi người thấy ok chưa? Ok nhá. Ok, tiếp theo chúng ta đến A cạc. A cạc ở đâu nhỉ? Để ra đây chưa nhỉ? A cạc đây. Cặp A cạc ở H1. Ở D1. D1 nó cũng tương tự. Cặp này thì nó gần 71 hơn rồi này. Có bạn Tiến Nguyễn sell từ hôm qua. Ok. Chúng ta biết đâu lại cùng kèo đúng không ạ? Em mắc cột thứ hai âm là sell cột thứ ba phải không? Không như Hùng Trần nhá. Mọi người nghe kỹ này, cột thứ nhất của E mắc âm thì chúng ta chờ mở ra cái nến thứ hai E mắc mà âm tiếp là chúng ta sell luôn. Tức là E mắc thứ hai mà mở ra âm thì chúng ta sell luôn tại đó, chứ không phải là kết thúc cái E mắc thứ hai sang cái thứ ba mới sell đâu nhá. Thứ hai là đã sell rồi. Cái A cạc này là có khả năng hơn này. Đường đỏ ở dưới đường xanh, đường trắng sắp chạm 71, chuẩn bị sell đúng không ạ? Đặt một cột ở đây, về H1. Đây rồi. Cái chỗ này là âm này, mọi người mà chưa chắc ấy, mọi người di chuột vào sẽ thấy cái CNE mắc âm 0.000159 đúng không ạ? Chúng ta phải chờ lên dương, nó về âm. Cột 3 thứ hai cũng âm thì chúng ta sell. AG, AKAU. Đối với AG, AKAU, AG, AKAU đúng không ạ? Ba cái mình vừa nói. Vậy thì sell nó sẽ là ổn đối với cái kèo của CN Daily khi mà nó đã được xác nhận. Với CN Daily thì nó chưa được xác nhận. Được không ạ? Vậy thì cặp A cạc này coi như chúng ta đã xong nhá. Mọi người có ý kiến gì cặp A cạc không ạ? Nếu xong ok thì mọi người comment cho em biết nhá. Anh ơi nếu đỏ, bạn Trúc Lan có hỏi là anh ơi nếu đỏ đang ở dưới xanh, đỏ đang ở dưới xanh, trắng chặn 71, ok, về H1 kiểm tra thấy em mắc đang âm sẵn rồi và cột thứ tư thì vào lệnh luôn hay chờ? Ok, đối với trường hợp của Trúc Lan thì như này em nhá, ví dụ như này, ví dụ ở vừa nãy thì mình cho mọi người xem D1 là ở đoạn này đúng không ạ? Nhưng bây giờ để ví dụ tốt nhất cho bạn Trúc Lan thì mình sẽ di chuyển cái đường đỏ này một chút. Giả sử như cái đoạn này chúng ta đã có đủ hết rồi. Vậy thì chúng ta sẽ về H1 nhé. Giả sử như cái đoạn của bạn Trúc Lan là ở đây. Giả sử như ở đây. Đường đánh dấu nó là ở đây đúng không ạ? Và khi mà về H1, lúc này chúng ta sẽ thấy là E mắc ở cột thứ tư, tức là tầm nào? Tầm này đi. Tầm này đúng không ạ? Vậy thì mọi người nhận ra một cái là ồ, chúng ta đã bị chậm một chút. Đôi khi mọi người sẽ vào chậm chứ đúng không ạ? Đôi khi mọi người sẽ bị vào chậm kèo. Có ai đã từng bị vào chậm kèo và vội vàng lao vào kèo rồi là lỗ? Có ai bị như thế chưa? Có ai từng bị kiểu là thấy kèo bót lên lâu rồi, nó đi một đoạn rồi, vội vàng lao vào rồi bị lỗ chưa? Có đúng không ạ? Với những bạn có kinh nghiệm thì lỡ kèo bỏ là thôi đúng không ạ? Còn những người khác thì sao? Mới chỉ có một vài người thôi, mới chỉ có 2-3 bạn comment thôi. Em chậm cái nó không vào. Độ hữu lực chậm cái nó không vào cũng ok. Còn với những bạn khác thì sao ạ? Mình sẽ cho những cái bạn mới, những bạn chưa biết ấy, một cái kinh nghiệm nhỏ
của mình. Ừ, chậm một hai nến thì vẫn vào được. Như này nhá, cái cách để nhận biết chúng ta có nên vào lệnh tiếp hay không nó sẽ như sau. Giả sử mình vào kèo tại đây là chính xác. Giả sử nhá, mình vào kèo tại cái đường xanh này là chính xác nhá. Ok, tại đường xanh này đúng không ạ? Tại đường xanh này là chính xác. Vậy thì nó sẽ có nhiều trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, chúng ta vào phát đúng kèo, đúng ở đây luôn, mở ra phát vào đúng ở điểm đấy luôn, đẹp, không có gì nói đúng không? Trường hợp thứ hai, chậm. Chậm nó sẽ chia ra nhiều cái khác nhau. Chậm thứ nhất là chậm so về giờ, chậm so về giá. Nhưng chúng ta cứ quy ra về giá đi. Nó sẽ có kiểu như sau ạ. Giả sử như là bạn ấy chậm sang cái cột thứ tư là cột này. Giả sử cột này đi, tức là nó chậm xuống đến đây rồi, đúng không? So với cái chuẩn trên cùng, chúng ta sẽ bị xuống đến đây. Cứ cái đường màu xanh là đường được điều chỉnh nha mọi người nhé. Đây, so với cái chuẩn đầu tiên đấy, cột dọc đầu tiên màu xanh thì cái cột thứ hai này sẽ là cái cột bạn ấy vào. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ xem này, ấn này, đo cái cách 8 bit thì khả năng cao là vẫn đi được, được không ạ? Nhưng nếu như cái này nó vào tận đây thì sao? Nó vào tận ở dưới đây, cái đường này bạn ấy vào tận đây, tức là so với cái điểm vào chuẩn ở đây, so với cái điểm vào chuẩn ở trên này, đường màu đỏ ở trên này, bạn ấy vào chậm vài tiếng. Và cái quan trọng ấy là nó đã đi được một khoảng khá là xa, một khoảng này là 20-30 bit rồi. Mọi người nghe thấy không ạ? So với cái điểm chuẩn ban đầu thì cái thời điểm mà mọi người ngó vào biểu đồ ấy là đã đi chậm 20-30 bit rồi. Vậy câu hỏi ở đây là có vào lệnh hay không? Hoặc là 10-20 bit đi. Câu hỏi ở đây là có vào lệnh hay không? Mọi người nghe thấy không ạ? Ừ. Giả sử cái trường hợp vào lệnh nó chỉ chậm một vài bit thì ok, rất dễ quyết định, có thể vào. Nhưng trường hợp nó đi được 10-20 bit, 30 bit thì có vào hay không? Đúng rồi. Bạn Thanh Tùng Nguyễn Phạm thì comment rất là chính xác, chậm 30 bit thì coi như bỏ luôn. Tại sao ạ? Bởi vì TP của chúng ta là 60. Tức nó đi được 30 là đã quá được một nửa cái TP của chúng ta rồi, bỏ luôn. Không nên vào vì giá đã đi quá một file TP, chờ kéo sau. Vậy trường hợp nó vào được 20 bit và 10 bit thì sao? Các bạn nên chú ý như sau nhé, tùy từng cặp. Với những cặp như cặp G, với những cặp như cặp G nhé, mà các bạn thấy là đà đi nó đang mạnh thì đi 10-20 bit rồi chúng ta vào vẫn kịp, được không ạ? Với những cặp, riêng những cặp như cặp G nó đi mạnh và cực kỳ nhanh, nó đi hàng trăm bit là bình thường, vậy thì trên 10-20 bit chúng ta vẫn vào được. Nhưng với những cặp khác thì mọi người phải cân nhắc. Với những cặp khác thì nó đi 10 bit thì có khả năng chúng ta sẽ cân nhắc, nhưng đi 20 bit rồi thì thôi, được không ạ? Với những cặp khác ngoài cặp G, G là GBB nhé, mọi người đừng nhầm với lại vàng là gold nhé. Những bạn mới là hay nhầm lắm, nhầm với gold là hơi bị mệt đấy. Với những cặp mà GBB, được không ạ? GBB là cặp kiểu như này này. Đây, cặp G với CSF chẳng hạn thì là GBB CSF đúng không? Nếu mà nó đi được 20 bit rồi mà mọi người thấy đà nó vẫn là mạnh, nó nến kiểu như này này, đà nó vẫn mạnh, đang xuống rất là mạnh, thì mọi người có thể cân nhắc vào được. Ok rồi, vậy là mình đã trả lời được xong cái câu hỏi của bạn phía trên là